Rồi xin chào. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình có dịp khám phá công viên văn hóa Thanh Lợi của Bình Dương. Đây, công viên văn hóa Thanh Lợi của Bình Dương được hình thành cách đây khoảng 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi. Ban đầu là có tên là công viên Dừa Điều, nhưng hiện nay là chuyển cho công ty cổ phần Thanh Lợi nên đổi tên thành công viên văn hóa Thanh Lợi, nằm trên đường quốc lộ 13 này. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá công viên Thanh Lợi. Rồi đi vô công viên văn hóa Thanh Lợi, bên phải từ ngoài đường bước vào bên phải là bãi xe nha anh chị, có cái nhà xe hoành tráng này, cái là cái sảnh chính dùng để đãi tiệc cưới, khách chuẩn bị. Sảnh này sảnh A, ở bên đây là nhà điều hành của công viên với lại hồ bơi. Có gì không em? Có đi quay phim chơi chú. Đây đường vào công viên. Bên này là hồ bơi. Đó, hồ bơi rộng. Bên trái hồ bơi là nhà hát công viên Thanh Lợi đây nè. Đây nhà hát này. Nhà hát công viên Thanh Lợi rất là hoành tráng. Giữa công viên sẽ có một cái hồ. Hồ này không có thông ra sông suối gì hết. Ok, mấy cái ghế đá để ngắm cảnh. Cảnh rất là đẹp và mát. Bên này là có một cái hồ bơi của công viên. Hồ bơi này là hồ bơi của công viên chứ không phải hồ bơi của công viên nước nha anh chị. Nước là ở bên kia. Thẳng khoảng ở giữa là khu, đây là khu bãi gửi xe máy đây. Đây là khu gì đây? Đây là khu vui chơi trẻ em. Nhà hàng Hàn Quốc đây nè. Đây. Đây khu vui chơi nhà hàng Hàn Quốc. Bên này mấy công trình đang xây dựng. Nhìn thẳng xuống bờ hồ. Quay về review YouTube. Đó thì đi xuống đi. Bán vậy nên mấy ông có để.
sao đó ấy. Có phí mà. Phí mấy cục cộng. Nó là cục cộng, nó là cục cộng. Rồi, tiếp tục.